Hoàng Gà, Nhật Duyên cùng với điệu tân gia đá cát của hai cháu Hùng Lan trong buổi trưa ngày hôm nay. Đúng như là đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Như vậy, Hoàng Gà buổi lễ, Hoàng Gà chúng ta chính thức được bắt đầu, được thay mặt cho gia chủ ngôi nhà mới. Vâng ạ, hai cháu Hùng Lan này trong hát ban tổ chức Bia Hải La gửi đến toàn thể quý vị có mặt tại. Vâng ạ, bữa tiệc mừng tân gia đại khách của cháu Hùng Lan, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Vâng, thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang sống và bước đi những ngày phút trọng hoàn tuyệt vời nhất. Đúng như các cụ nhà ta có nói rằng, mùa hạ qua đi, mùa thu lại tới, gió heo bay, bởi vội gọi xuân về. Đó là mừng tân gia đa tác của hai cháu Hùng Lan của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta cùng về đây, đến đây để sẻ chia niềm vui, hạnh phúc, hân hoan mừng buổi lễ ngôi nhà mới của hai cháu hôm nay. Và thực sự có lẽ thưa toàn thể quý vị, nếu như sinh nhật lễ hội hay Tết thì được diễn ra lặp lại hàng năm, còn đối với mừng ngôi nhà mới thì đôi khi mỗi một đời người thì được diễn ra một lần. Và trong dân gian có câu nói rằng, tàu trâu hỏi vợ làm nhà, trong ba việc ấy việc nào cũng to. Và câu nói đó còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, tàu trâu có nghĩa rằng chúng ta chọn một công việc gì cho phù hợp nuôi sống bản thân mình. Hỏi vợ là giây phút hân hoan tuyệt vời nhất, được nắm tay người mình yêu đi suốt cả cuộc đời. Và làm nhà thì đánh mất sự trưởng thành, cột mốc tình yêu hạnh phúc và gia đình. Thưa toàn thể quý vị, an cư mới lập nghiệp. Ngôi nhà không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà ngôi nhà còn là minh chứng, là thành quả lao động không biết mệt mỏi của hai cháu Hùng Lan. Vợ vất vả, chồng lo toan, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, và họ chất chiêu từng đồng một mới được ngôi nhà khang trang như thế này. Và ngôi nhà là sự giúp đỡ của bà con lối xóm về mặt tinh thần cũng như sự vất vả. Và hôm nay đây, chúng ta không thể và là tôn vinh của những người thợ, họ đã lấy những viên gạch tảng đá thanh sắt chấp nối với nhau thành một thể thống nhất và có một ngôi nhà khang trang như thế này. Và không để toàn thể quý vị chờ lâu hơn nữa, cho phép ban tổ chức cũng như MC Hải Na tuyên bố buổi lễ mừng tân gia đại cát của hai cháu Hùng Lan chính thức được bắt đầu. Xin mời toàn thể quý vị dành cho hai cháu Hùng Lan để chào một cái sự lớn lao toàn thể quý vị. Thưa toàn thể quý vị, cùng về đây dự bữa tiệc và là tân gia đại cát của hai cháu Hùng Lan. Không biết nói hơn, thay mặt cho gia chủ ngôi nhà mới, xin chúc toàn thể quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, với chút thời gian vàng bạc của mình, với tham dự bữa tiệc liên hoan mừng ngôi nhà mới của hai cháu. Lời chúc sức khỏe và lời vâng ạ, ngon miệng nhất của toàn thể quý vị. Vâng ạ, xin mời vâng hai cháu cùng nâng chén rượu để cùng toàn thể quý vị chúng ta. Vâng ạ, chúc mừng ngôi nhà mới của hai cháu, xin mời hai cháu ạ. Vâng, các bạn tổ chức xin được mời toàn thể quý vị ơi, chúng ta cùng giao nhiệt thật đại nào, nâng chén lên nào, Hải Na cùng mẹ chúng con ơi. Vâng ạ, chúng ta cùng nâng một chén rượu để chúc mừng ngôi nhà mới của hai cháu đi ạ. Vâng ạ. Phải sống với Hải Na cùng mẹ chúng con đây đâu. Âu Hành nơ, bà mẹ tên đầu tiên chín nơ. Ta đã không đạt khỏi rất là hôn. Vâng ạ, tôi xin đến 1, 2, 3, chúng ta cùng rơi tiền to nhá. Cháu và là hai vợ chồng cháu cùng trở lại trên bàn tiệc để cảm ơn những người bạn người thân của mình về chung vui với ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta. Xin được chào kính mời ạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mời gia chủ ngôi nhà mới Trung Lan ạ. Bây giờ vâng ạ, giám đốc, vâng ạ, tân gia đại các hùng thư, thưa các cháu mời rồi. Rồi, cánh tay của gia đình của mình ơi.